À, kính thưa quý vị khán giả theo dõi kênh YouTube Yến Sở Dùng Vàng. Và hôm nay chúng tôi có mặt tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc của tỉnh Đồng Nai để tiếp tục để tham quan một căn nhà yến. À, mỗi một căn nhà yến nó là một câu chuyện, nó thấm thía biết bao nhiêu thứ ở trong đó. Nó cả niềm tin, cả hy vọng, cả bao nhiêu ước mơ, cả bao nhiêu tiền bạc đổ hết vào. Thật sự quý vị hôm nay căn nhà này được 2 năm mà đúng không bác? 4 năm rồi. Thì cũng thưa quý vị, đây là những tấm gỗ mà bác nhà lôi ra, và đây là những sản phẩm của 4 năm trước. Nó rất đau khổ, những cái này nó làm cho những nhà yến đó là nguyên nhân thất bại. Và tôi tham quan qua vùng ngoài để cho quý vị xem là cái nguyên nhân từ đâu nó thất bại. Cái thứ nhất là bên ngoài, hình thức bên ngoài đây. Thì tôi cũng không có gì để thắc mắc cả, bởi vì cách đây là đã được làm những cái ống 114 rồi. Đấy, về nhìn ngoài thế là cho to cao vạm vỡ như ông chủ luôn. Đấy. Và mét trong đây thì nó nhiều cái để nói. Tất cả mọi thứ đều có nguyên nhân, không có gì là tự nhiên cả. À, sau 4 năm trời và hôm nay quyết định tìm kiếm tôi. Và đây là hệ thống full bed. Đây là các mắt máy tự ẩm 4 sàn. Ở đây là âm ly. Là âm ly thì tôi chả biết kỹ thuật mà nó cao siêu cỡ nào, nhưng mà tháo luôn cả những cái nút vặn ra để làm cái gì nữa. Rồi là có nhiều thứ dây dở. Và trong đây đây là ngôi nhà yến. Đây là một ngôi nhà yến. Và đây là người ta dùng phân. Dùng phân. Và đây là các lỗ khí, nó nhỏ, nó ngắn chỉ có 10cm thôi. Và nó đóng cặp một. Và điều đặc biệt chúng tôi rất đau khổ. Và chính là khi mà tôi nhìn thấy cảm nhận cái điều này, tôi lại nhớ khoảng tầm trên 5 năm về trước, cái nhà của tôi nó y như thế này. Nó chả kém thế này. Đây, 5 năm về trước, câu chuyện khoảng 5 năm về trước nó như thế này. Nó y như thế này luôn. Và chính tôi là những người phải chịu những cái đau khổ của những kỹ thuật, không những kỹ thuật mà làm. Và nó làm cho ông chủ sẽ mòn mỏi. Ở đây, đây là cái sản phẩm này. Nếu mà quên cuộc đời này mà có những cái chai này mà nó làm thành công ngôi nhà yến thì không có nhà yến thất bại tại Việt Nam. Và đây nó xốp, xốp nên là chuột cắn này. Chuột cắn tanh bành hết này. Đấy, màng nhện này. Đấy, bên như thế này. Xốp trên kia rớt xuống, màng nhện các kiểu. Ôi trời, thật ơi là trời. Tôi không biết nói điều gì bây giờ. À, nước ra xuống này, nước đổ xuống này. Ô bác ơi, nước đâu nó đổ xuống đây thế này bác ơi? Nước trong bên ghế. Loa đây. Nó tỏ đổ xuống một cái loa đó. Nó vào cái này nữa. À, tôi cũng không tưởng tượng nổi. Thế bây giờ lên tầng trên xem nào. À, nhà này thì chắc chỉ được mỗi cái khung thôi, còn chắc đây chắc chả được cái gì đâu. Buồn ghê lắm, nước thì đóng phèn lại, máy ẩm thì loại xịn luôn, xịn sò luôn. Ở đây là cái đường lên. Chẳng ta mấy đứa giữ chân thang cho chú lên cái, trông gớm quá. Đây là loa. Ôi trời ơi. Chắc không? Chắc nhá. Tay thì cầm máy và tay mà thấy là nó nghi nghi kiểu gì không ạ? Cầm cái kìa. Và nhà này thì nó là nhà kiềm chế. Ui chết. Mày cầm cái máy cái coi. Cầm. Đây cầm cái thế. Ui trời đất ơi. Dời. Có rồi. Đau khổ, Và đây, có rơi không? Đâu? À đây là cái rơi, rơi yến. Này thì rơi ra không bảo thì không ổn. Đây hai cái rơi, một cặp rơi.
mà ở đây này cũng mảng nhện không được vệ sinh. Cái gỗ thì được cái là cũng chỗ mốc chỗ không rơi bay rồi ngào ngạt luôn, kinh quá kinh quá kinh quá. Mốc gỗ ở đây là những cái thanh ập mà khi bị giò nước ra, và điều không biết tôi có quyết định cái nhà yến này như thế nào thì tôi không biết được sao mà đây. Đây là những cái mảng nhện sau lâu ngày không được vệ sinh, mảng nhện này không được vệ sinh, không được chăm chút. Và cũng không sao, nói chung là tất cả mọi thứ đều có, nó lên đến 4 sàn cơ, thưa quý vị. Và cái lượng tiền đổ vào đây là tương đối là nhiều. Thôi, như thế này là chúng ta đủ hiểu căn nhà yến này rồi. Chúng ta ra về, khi mà bị như thế này rồi, chúng ta phải lần được cái giải pháp cho căn nhà yến này. Giải pháp bây giờ là chúng ta phải lôi hết tất cả các bạt này xuống để cho ông chủ giặt. Và đưa hết toàn bộ cái hệ thống... cái này xuống và dọn dẹp sạch sẽ cái nhà yến này đẹp như mơ, và đưa hết toàn bộ cái này xuống để vệ sinh. Và điều đặc biệt chỗ này nó có khe đây, khe gạch, tôi phải kiểm tra lại. Các đường điện phải được dọn dẹp, làm lại hệ thống loa du, kiểm tra toàn bộ hệ thống loa du này xem có ok không, không ok thì mình phải nắn nót trở lại, vệ sinh toàn bộ những cái thanh như thế này. Không có lỗ một nổi, một tổ chim sau 4 năm trời đầu tư hơn 2 tỷ, gần 3 tỷ, nhà hết cả đất cả nhà hết 4 tỷ. Mà để cái nhà yến thế này thì chắc chết luôn. Đấy, điều chúng tôi rất trăn trở những ngày yến này, nhưng không sao, cũng phải cứu giúp thôi, không còn cách nào khác. Và chúng tôi không còn cách nào khác là cũng phải đồng hành với ông chủ này để ông cứu vãn lại cho cái nhà này, chứ không chuyển đổi công năng làm được cái gì cả, và cũng không thể làm được cái điều gì nếu mà không làm lại hoàn toàn luôn. Và cái thanh gỗ này, những thanh gỗ này nó ghê gớm, mốc rằm hết. Nhưng mà được cái đây nó lại là cái mốc, nó mốc trắng này thôi, chứ nó không phải là cái dạng mốc mà đen, nên là cũng không thành vấn đề lắm. Đối với những cái dạng mốc như thế này thì chúng ta chỉ cần quét dọn lau qua bằng vi sinh để có thể giải quyết được rồi. Và những hệ thống dây này, hệ thống lại và đấu nối lại sao cho nó kêu, và cắt bớt những cái loa IC1 này ra, chuyển sang đưa vào nó hệ thống lại, thì chắn tối chắn sáng lại các hệ thống ống khí đây, cân đối lại mua ống và cân đối lại thì nó sẽ ổn rồi. Thì chắc hy vọng là cũng tạo được một cái động lực cho cái nhà yến này, và ông chủ phải đồng hành với tôi thì tôi mới có sức để làm, chứ còn nếu mà tôi làm hết thế này là chắc tôi không nhận. Ông chủ phải lau gỗ, nói chung là phải dọn dẹp tất cả cái này, đưa xuống các máy móc này không cần thiết đưa xuống hết, tắt cắt toàn bộ hệ thống nước chạy ẩm cái nhà yến này, và khi cần thiết chúng ta có thể sử dụng nước theo phương pháp khác, vệ sinh toàn bộ cái bờ tường này thì mới ổn được. Còn để như thế này thì chúng tôi không thể tiếp tục đồng hành được, tại thời gian chúng tôi không có nhiều. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong video lúc lần sau, và sẽ đồng hành với quý vị trong cái công cuộc thay đổi tư duy ngành yến tại Việt Nam. Còn nếu mà còn những kỹ thuật mà làm như thế này thì sẽ còn nhiều người đau khổ. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị, hẹn quý vị trong video clip lần sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị.